Xin chào các bạn, bây giờ thì mình đang ở bên tiểu bang Iowa. Thì bữa hôm nay mình sẽ đi nướng thịt ngoài trời của tiểu bang Iowa cho các bạn coi. Để cho các bạn coi tiểu bang Iowa nó có gì đặc biệt. Bây giờ là trời nóng rồi cho nên mình có trồng mấy cái cây các bạn. Bây giờ để vô coi vợ mình nên làm cái gì đây. Bây giờ vợ mình đang ướp thịt các bạn nhé. Cái này có mực. Mực với lại cuttlefish. Rồi với lại thịt gà, thịt nướng. Lát nữa mình sẽ nướng với mấy cái này. Ok. Còn ở trên đây là tôm hùm. Tôm hùm với lại này, cà phê nữa. Thịt kho, bì, phở, hột vịt lộn nè. Lát nữa mình sẽ đi nướng thịt ngoài trời các bạn ơi. Bây giờ mình ngồi đây mình chơi đi. Thì nút bạc của mình đã về tới Iowa rồi. Bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ăn sáng các bạn ơi. Bữa hôm nay mình sẽ ăn sáng bằng bánh cống đi. Đó. Nhưng rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đổ bánh cống nhé. Các bạn thấy đồ ăn rất là nhiều không? Có rau nè, tôm hùm nè. Lát nữa mình sẽ ăn những thứ này. Ok. Bây giờ mình sẽ lặt rau sơ sơ đi, chuẩn bị ăn bánh cống các bạn nhé. Bên này thì rau rất là ít cho nên không có gì nhiều cả. Rau của mẹ chưa có mọc. Mẹ rau này mua bên mấy xe rượu. Chợ bên đây bị ngập lụt rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đổ bánh cống các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ múc cái này vô đây đi. Nhà ăn đổ tép nhiều. Nào bây giờ mình sẽ bỏ mấy cái khuôn này vô đây rồi sau đó mình sẽ làm tiếp theo cái khác. Rồi bên kia mình sẽ bỏ thịt, bỏ đậu, bỏ nhân vô. Ok, vậy là được hai cái rồi. Bây giờ thì mình đã có được mấy cái rồi các bạn ơi. Để cho nó nguội rồi má thử ra, má chiên lại cho nó. Nhân tâm hầm không? Chút nữa đi. Ai cho đâu vậy? Làm nước, ta đậu cho nó uống đi. Ok các bạn ơi, bánh cống đã chín rồi. Bây giờ không còn là bánh cống mà bánh dẹp. Alright, bây giờ mình sẽ coi bây giờ mình sẽ đi ra đây mình ăn bánh cống rồi chúng mình sẽ nướng thịt các bạn nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã mua nước đá nè, mua lò nướng nè, mua than nè, chuẩn bị hả? Xăng hả? Xăng ở nhà có mà. Ok các bạn ơi, thì bữa hôm nay mình sẽ chuẩn bị nướng thịt nướng ngoài trời. Thì bây giờ mình có cái bật than này. Bây giờ mình xài bật than này đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đổ vô đây nhé. Đó, bây giờ bên Mỹ mình sẽ nướng ở đây nha các bạn. Mình sẽ bỏ than vô đây. Mấy cái loại than này họ đã tẩm xăng sẵn rồi cho nên mình không cần phải sợ. Thôi, mấy cái này. Bây giờ mình sẽ xịt xăng vô các bạn ơi. Xăng này là xăng để nướng thịt chứ không phải là xăng để đốt nhà đâu nha các bạn. Bây giờ mình xịt xăng vô đi rồi mình châm lửa lên các bạn ơi. Bữa hôm nay trời rất là mát và trời rất là đẹp luôn cho nên mình sẽ nướng thịt cho các bạn coi nhé. Bây giờ vợ mình đã đi hái rau ở nhà của nó. Hái rau không? Rau chua đi. Bây giờ trong khi mình chờ đợi lửa thì mình đi hái rau đi các bạn, để cho các bạn coi một cái vườn rau nhưng nhỏ nhỏ. Đây là rau chua để cuốn ăn bánh xèo hay là thịt nướng cũng ngon lắm nè. Để mẹ em bộ về chồng. Để có nhà em về chồng. Còn đây là rau dại.
Cái ông hàng xóm ổng đang cắt cỏ các bạn ơi. Mùa đông ở đây có nai tới nhà luôn. Ở cần đi đâu câu ấy, ngồi nhà có nai. Có anh hàng xóm anh đang cắt xăng. Rau này ăn bánh xèo, thịt nướng, bánh cống, hết sảy con mà bảy. Bỏ thêm đi bà. Ok, bây giờ mình bỏ thêm tí than đi nha các bạn. Ok, bây giờ bỏ thêm tí than vô. Xịt thêm tí xăng vô ha. Rồi, chấm lửa lên. Lắc lắc lên cho nó ra. Wow. Các bạn thấy chưa? Chục này hết chục thùng này. Bây giờ lửa nó lên rồi các bạn ơi. Xếp lại đây. Mình lát nữa mình sẽ nướng thịt nướng ở đây nha các bạn. Bây giờ mình phải cho nó thêm tí xăng lên đây đi. Quá nóng luôn. Bây giờ mình để cho lửa nó tàn đi rồi mình nướng thịt các bạn nha. Con vợ mình nó đang đi vòng vòng xung quanh căn nhà của nó. Hồi xưa con vợ mình nó sống đây nha các bạn. Mình để cho nó cháy thành đỏ chút xíu đi rồi mình thể nướng. Bây giờ nó chưa có cháy dữ lắm đâu. Vô cái đi. Đẩy xe về đó. Ở đây, bà ở đây cái cọc nè. Cái này là gụ trái cây các bạn. Mình đã giới thiệu cho các bạn rồi, đây là gụ mai. Ừ, ok. Hả? Ba nói nước đá đó. Nó chạy xe về cũng kìa. Quá ngon luôn. Ngon quá. Thì ở bên Mỹ thì tụi mình hay mua nước đá các bạn, tụi mình mua đá tụi mình để đây để uống ha, để bà uống không có công lấy trong tủ lạnh ra hả. Rồi ở đây thì mình có than để mình nướng thịt, đây và gụ Mike. Mình sẽ ngồi đây để mình nướng thịt ăn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nướng thịt ở bên Mỹ như thế nào. Thì cuối tuần thì có vậy thôi, ăn và nhậu thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ thịt ra rồi. Thịt chín rồi. Rồi đồ ăn ra luôn, thịt. Bây giờ mình ăn cái nào mình nướng cái đó đi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đãi thịt bò trước đi các bạn ơi, mình nướng mọi thứ một chút xíu thôi. Mấy cái này nè, cái nào ngon quá. Nè mà không thắng mình bỏ lên. Khoai lang lên luôn. Bỏ khoai lang lên luôn các bạn ơi. Rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đang đứng mình nướng thịt ở đây. Khói bốc lên thơm á, thịt nướng là ngon nhất trên đời các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi thịt nướng rồi mình ăn cái này nhé.
Ăn ly kia đã. Ồ, cái rượu mây này các bạn uống rất là ngon các bạn. Rất là ngon nha. Ồ, mình ngồi đây cái mùi thịt nướng nó bay vô mặt mình thôi. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Giờ mình mới đem cái gì ra đây? Mực nữa các bạn. Giờ mình mới chuẩn bị rau mực với lại đậu bắp nữa. Ôi chín rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đứng ở đây mình quay các bạn ơi. Mình sẽ nướng thịt nướng với lại bây giờ mình mới bỏ miếng mực lên. Mực nè với lại đậu bắp nữa nè. Bỏ hai miếng mực luôn. Trời ơi. Bữa hôm nay mình sẽ ăn thịt nướng ngoài trời. Ăn mừng mốt thịt đi. Đó các bạn thấy không, quên mực. Mình tốt. Wow, ăn ở bên Mỹ là ăn quyên thao các bạn. Quyên một thao mực luôn. Thường là thịt xiên quay nữa. Có 2-3 người ăn nhiều đó. Cái này là chỉ có 2-3 người ăn thôi các bạn nhé. Mà ăn bao nhiêu đây đó. Ăn là ăn thao, ăn là thao quyên một thao mực luôn. Ở Mỹ sướng không? Ở Mỹ rất là sướng các bạn. À, ăn 2-3 thao luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ để thịt ở đây mình nướng đi các bạn rồi mình sẽ ăn nhé. Mình có mực nè, thịt nưa, thịt bò nè, thịt sườn nè. Hấp dẫn các bạn ơi. Thịt chín rồi các bạn ơi. Lửa nó hơi lớn các bạn, gió nó thổi hoài à. Bây giờ mình cái nào chín mình gấp ra đi rồi mình qua đây mình ăn các bạn. Ok, thịt chín rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình ăn các bạn nhé. Vô lấy dĩa lấy chén. Bây giờ cái đây con vào mình ăn nướng gì đây. Đây là một miếng khóm nướng mật ong. Ba lấy cái kéo lên giùm con, để cái khác này đây. Cái này bò, hoàn toàn nướng mật ong. Nó là theo á. Bò theo mấy bò. Có con về cắt ăn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thịt nướng các bạn ơi. Thịt nướng nè. Ở đây còn quá trời luôn. Bây giờ có đem tôm hùm ra nữa. Đó, tôm hùm. Với lại bên này thì có đậu bắp nè, rau mực nè, khóm nạc ong nè. Bên đây có những cái nhiều khoai lang và bắp nữa. Thì mình ăn gì mình nướng đã còn nguyên một gỗ luôn. Bữa nay mình sẽ ăn ngoài trời. Bữa nay trời nó mát các bạn, cho nên mình sẽ tổ chức thịt nướng ngoài trời bên nhà của vợ. Thì tuần này là tuần lễ cho nên mình sẽ ăn thịt nướng chung với gia đình các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một ngày cuối tuần của mình như thế nào.
nay có nhỏ con gái ở bên Mississippi, đi qua Mississippi nó về. Rồi xin đó. Sao hết. Đó, bây giờ cuối tuần mình đi lặn nướng mình ăn các bạn ơi. Rồi nướng này lửa này mới ngon nè. Lửa bắt đầu nó chín rồi đó, nó đỏ lên vậy đó, nó mới ngọt. Nó mới chị để nướng bắp. Quá hấp dẫn luôn. Ôi có con mực đã quá các bạn ơi, những con mực nè. Lửa bây giờ mới gọi là ngon nè các bạn. Ui mình ngồi đây mình thấy thơm á. Khói nó phai. Quá đã luôn. Không có nướng được cái gì. Lát nữa mình sẽ ăn cái gâu bự này cho các bạn coi. Bỏ luôn cái ngoài hết để đi. Ừ. Cái gâu hết chín rồi nè. Về đợi thử bay về cái cúng nhau ăn nữa. Quá đã luôn các bạn ơi. Sáng chín tôi về được. Thì chắc tôi tháng đó tới tao không cho về shop luôn, lo mua nhà mua cửa dọn dẹp. Wow, khúc khóm này thơm quá. Em mày nó ấy luôn chị nha. Luôn mua chị nha. Sáng chín thì cũng ổn được. Ok. Đó, bây giờ nè. Bỏ cái vô đi. Bây giờ mình sẽ bỏ tôm hùm lên mình nướng luôn các bạn ơi. Đâu quá. Đó, cái càng hả? Chơi càng cái càng luôn. Bỏ cái đầu tôm hùm lên nướng luôn. Tính chưa? Tính rồi. Ok các bạn ơi, cái mực của mình đã chín rồi. Wow, cái gâu bạch tuộc. Nóng. Hớt sải con bà bảy luôn. Nóng quá. Ăn như vậy mới ngon các bạn. Vừa nặng vừa nướng xong ăn luôn. Trời. Nó ngọt đó các bạn. Ngon quá. Bé lên. Cũng lạ nhưng mà lên iPad nó chịu. Ồ, các bạn ơi, thật chín quá trời luôn. Ra ngoài nó lạ thôi. Trời iPad chỉ là chí chéo. Ăn một cục mực thôi. Cục mực. Không, quên lên mua xanh ha. Nhà có muối lá xanh nè, này để dưới đó để cho em nó bóc. Ngon quá. Quá lạ. Nghe ông già nói. Ông già qua cũng chết ông ơi nghe. Mẹ kéo ra cho mọi người ngồi đó mẹ. Ô mực các bạn ơi. Trời, cái con mực này nó bự quá trời quá đất luôn nè. Này cắt này à. Đây một tiếng nữa. Để mượn đồ đẹp em cắt khóm cho để ba thưởng thức khóm nướng kiểu hành là kiểu Brazil. Mấy mực, cái mực dày các bạn. Hết giận quá. Thịt nướng này thì các bạn ăn bình thường mà không. Còn đây là cái miếng sườn bò Hàn Quốc. Cái miếng sườn hộp bò Hàn Quốc này mình nướng ngon các bạn. Cái này mình ướp với marinade với lại vâng không? Thích phải không? Ăn thử đi, ăn vậy bạn nha. Còn đây là khóm nướng mật ong. Không biết mình ăn nó có dính giống như trong nhà không? Ăn chín đó.
mình thích mình kết con mực này các bạn. Khoai của mẹ nè, khoai của mẹ nó khét luôn. Ok các bạn ơi, như vậy thì một cái bữa nướng thịt ngoài trời đã được vui vẻ. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây để mình ăn ha các bạn ha. Ngon quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Bây giờ chị đâu? Ngon quá bạn. Ngon. Vô cái nha. Vô. 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 Ồ, đã quá. Đem thịt cho ba hai nè, cục vàng nè. Ăn gạo vô. Trời, thịt này đó. Các bạn mặc dù các bạn nướng ở ngoài đó, nó khét nhưng mà ở trong nó rất là tươi. Ăn cục mực. Thịt mà nước này thì nó ngon. Quá ngon các bạn ơi. Nước địa không thơm. Nò quá các bạn ơi. Bây giờ còn quá trời thịt luôn các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ nướng cái này để ngày mai mình đi làm luôn. Quá trời thịt luôn. Các bạn thấy không? Nướng nhiều. Chứ ăn được bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình nướng hết cái dĩa thịt nướng này. Tại vì than bây giờ nó rất là ngon. Các bạn nhìn là trời ơi, than đã quá. Còn một gỗ gao ở dưới nữa các bạn. Còn một gỗ nữa đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình nướng mấy miếng thịt này xong. Quá trời luôn, quá trời đặn luôn, các bạn thấy không? Ở Mỹ là đồ ăn rồi. Ở Mỹ là đặn chuyên giả luôn. Trời ơi, miếng thịt bị khét rồi. Nãy giờ lo ăn đấy. Ừ. Giờ bớt qua ăn lại là ok. Ok, bây giờ mình sẽ nướng hết nha các bạn. Oh, right. Các bạn ơi, bây giờ Nhân Lì sẽ trở lại nướng hết cái đống thịt này. Wow. Cái miếng mực thì bự quá. Tiếc quá, ăn không nổi. Quá trời luôn, quá trời đặn luôn, ăn không hỏi các bạn. Thật sự ra ở bên Mỹ người ta nướng thịt cuối tuần chỉ là để cho gia đình ăn chung với nhau thôi. Chứ thực sự ăn cũng không hết nữa bạn. Thịt nhiều quá sao ăn hết được. Chơi cho vui thôi. Đó. Đây để mời đi làm ăn các bạn nhé. Đó, bây giờ những miếng thịt này mới là ngon nè các bạn ơi. Lửa vừa đủ, không quá mạnh. Trời, nhìn miếng nào. Quá đã luôn. Nhìn miếng thịt nào. Ô xa. Hấp dẫn. Hấp dẫn chưa? Quá đà luôn. Cho nó vô đây luôn. Wow. Thơm quá các bạn ơi. Nhưng mà tiếc là mình đã no rồi. Cho nên mình không ăn nữa. Ôi, trời, cái miếng thịt nè. Đó. Còn miếng mực nữa. Ôi trời ơi, cái miếng mực bự quá. Căng nha. Trời ơi, thôi các bạn, giống như là khô mực vậy đó. Ngon quá. Khô quá ngon. Bây giờ còn lửa ngon quá các bạn, cho nên mình sẽ bỏ 4 cái bắp lên mình nướng luôn các bạn ơi, để cho nướng bắp. Bắp nướng là ngon nhất trên đời. Ok, bây giờ mình sẽ nướng 4 cái bắp luôn, lửa nó bây giờ rất là ngon. Quá ngon luôn các bạn ơi. Bắp nướng. Ok các bạn ơi, bây giờ mấy trái bắp của mình sắp chín rồi. Bây giờ mình sẽ nướng, mình sẽ chét mỡ hành lên các bạn nhé. Để mình ăn đó. Nó nổ.
Thơm quá các bạn ơi. Quá hấp dẫn mấy chiếc bắp. Ok, bây giờ các bạn ơi, mình sẽ chính thức kết thúc cái phim đi nướng thịt ngoài trời bữa nay nhé. Và tuần sau mình sẽ ra một cái clip đi nướng thịt ngoài trời nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ đám đón theo dõi. Cảm ơn các bạn nhé. Thì mấy cái than này khi mà mình nướng xong thì mình sẽ đổ nước vô để cho nó tắt, tại vì mấy cái than này nó rất là nóng các bạn. Với lại khi mà mình nướng xong mình nên đổ nước vô cho nó tắt đi, để không nên mất công cháy nữa. Ok.